ông chỉ là một bộ xương, làm sao ông có thể sống và nói chuyện được hả? Chính xác ông là cái gì, mau nói cho tôi biết nhanh. Khoan đã. Nữa. Trước khi trả lời tôi ấy, ông Sương à, ông hãy làm đồng đội của tôi nha. Từ nãy giờ trong lòng ta có một thắc mắc về cha của các ngươi. Không biết ông ấy có đang trên đường tới đây không ha? Cha của các ngươi? Nếu con trai Ace của ông ấy sắp bị người ta tử hình tới nơi, lý nào ra ngành để coi như không có chuyện gì? À, cha tôi và cha anh Ace là hai người khác nhau. Cha của tôi là Monkey D. Dragon, còn người đàn ông sinh ra anh Ace chính là Goldie Roger đó. Bé khi nó còn nhỏ và đã xem nó như con ruột của mình. Báo cáo, một tên quản lý của gia tộc Don Quixote xác nhận là đã chết, mặc danh là Corazon. Tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán nét. Mà ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với những cái món ăn, những kẻ mà đáng ghét. Nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ, đôi tất cho nó êm gót chân. Bỏ heo đất nhưng mới lên lớp 5 mở tủ sắt để đôi Air Force One. Chạy đường tắt cho con xe chóc sơn vở. Bài tập toàn là trang giấy trắng vì tao chỉ quan tâm mấy cái con váy ngắn. Và tao tìa thêm cả mấy em tóc xoăn. Làm sao trời thương đất tiếc, chẳng lẽ ông đã em cắt tiếc tình nghĩa đâu phải cho hề cho mày quan miếng. Mình là hải đăng mà không quan tâm tới con báo hay sao? Vậy nói coi, thứ người muốn rốt cuộc là cái gì? Nè, trả lời đi New Gang. Ngay từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã luôn ao ước có được một thứ. Đó là thứ gì? Nói cho anh em nghe thử coi. Chính là gia đình.
khắp muôn nơi, lòng ai cảm thấy xôn xao. Từng ngày êm ấm bao la ở chốn này, đường đi phía trước thêm trong gai, hoa trong cơn bão. Mơ ước bay cao tận chân trời, bạc ôi vẫn hiên ngang. Có những câu ca dường không lời, nghẹn trong phút giây này. Mới nhớ lúc Phi nè, chẳng gặp ba của cháu rồi phải không? Dạ, ba nào? Ông nói gì cháu không hiểu. Ý ông là ba tô cháu á hả? Lúc Phi là ai ta? Tò mò quá đi à. Ba của cháu chính là Monkey D. Dragon, một nhà cách mạng. Hải tặc Lúc Phi, mũ rơm. Muốn gì đây hả? Tự nhiên xuất hiện rồi nói là không cho người ta đòn trái bê-ra là sao? Là anh đi, Luffy. Em trai gì chứ? Xin lỗi nha, được phép gọi tôi là em trai. Chỉ có mỗi anh Ice và người hồi nhỏ đã chết. Đã chết. Em muốn sao đâu anh lại. Anh sao bỏ? Cơn đau đến bên em ngồi, người mà em thương trước kia đâu rồi? Bỏ mặt em đứng khóc than giữa trời. Nó đi đâu rồi ta? Tao thả Phương ra. Nếu không muốn chết thì bảo đưa hết tiền ra đi. Tôi làm gì có tiền mà đưa chứ? Vậy thì ngươi mau kêu người nhà đem tiền tới đây cho bọn ta. Tôi chỉ có ông nội thôi. Vậy là được rồi. Ông nội của ngươi tên là gì hả? Là Gáp chứ ai. Gì chứ? Cơ thể của tên đó bị một đòn trực diện của đồ độc kia ra rồi đánh trúng mà vẫn đứng dựng. Chắc chắn đây chính là sức mạnh độc lợi đâu. Hệ của trái ác quỷ còn hiếm hơn cả Logia, là huyễn thú hệ Zoan mà người đời thường ra. Tên kia, chết thương của hắn đang biến mất. Không thể tin được, không có tác dụng giới hạn. Dù hướng chịu bao nhiêu đòn sát thương vật lý cũng có thể dùng ngọn lửa để tự hồi phục. Phương Quang bắt con phía xa xăm có tiếng thở dài khẳng sâu mỗi tình không vội vai tiếc cho duyên phận mình ngàn trai từng chiều phù lưu buồn nắng. Chỉ có một người cha tên là Trâu Trắng. Không phải vậy, mẹ của người chính là Morgas D. Bruce. Đó là chuyện xảy ra 1 năm 3 tháng sau cái chết của cha ngươi. Người đàn ông được mệnh danh là ác quỷ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã để lại giọt máu duy nhất của mình. Giọt máu đó chính là ngươi. Cha của ngươi không phải ai khác, hắn ta chính là vua hải tặc Gondi Roger.